Với các chương trình homeschooling thì thường hiện tại mình chỉ có các chương trình homeschooling bằng tiếng Anh, và do đó thì lựa chọn học homeschooling phần nhiều khiến cho những bố mẹ mà chỉ cho con học các cái chương trình này lo lắng rằng tiếng Việt của các con sẽ học như thế nào và các con sẽ cần phải lựa chọn những nơi nào để có thể dạy tiếng Việt một cách chất lượng. Thì video ngày hôm nay sẽ cho mọi người những cái thông tin và những lựa chọn mà theo cá nhân mình biết về việc học chương trình homeschooling bằng tiếng Việt. Video bắt đầu nào. Xin chào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Thì mình là Trang, hiện đang homeschool cho một bạn nhỏ với chương trình Rebecca Academy, một chương trình phổ thông từ xa của Mỹ. Mình cũng đang là chủ nhiệm của một điểm trường Rebecca Academy tại Hà Nội, Việt Nam. Vậy nếu mọi người quan tâm đến homeschooling, học tiếng Anh, du học tại chỗ và rất nhiều liên quan đến nuôi dạy con, thì đừng quên follow fanpage Mẹ Lười, cộng đồng 15 năm làm bạn cùng con trên Facebook cũng như group Homeschooling Parents by Mẹ Lười nhé. Và nếu như mọi người thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình một like ở đây, subscribe kênh của Mẹ Lười và bấm nút chuông để nhận những thông báo về những video tiếp theo nhé. Học homeschooling thì thường là học chương trình tiếng Anh là cái ngôn ngữ thứ nhất, do đó thì cái việc học tiếng Việt của các con, đặc biệt với những bạn mà học từ rất là sớm ấy, nó sẽ thường là sẽ có thiếu sót. Và mình cũng đã từng nhìn thấy một số gia đình mà bố mẹ tự dạy con tại nhà, không theo một cái cộng đồng nào, thường là đến khoảng tầm lớp 2, lớp 3 hoặc là giai đoạn tầm khoảng 8-9 tuổi, khi mà các con rất là tốt cái ngôn ngữ các con đang học rồi, thì các bạn cảm thấy cái trở ngại không hề nhỏ khi mà các con phải tiếp xúc với các văn bản bằng tiếng Việt, đặc biệt chỉ đơn giản là những cái phần biển báo hay là những cái thông tin thông báo ở ngoài đường thôi, các bạn cũng cảm thấy rất là khó khăn. Và đây là một trong những cái lo lắng thường trực của những cái gia đình khi mới tìm hiểu về homeschooling, rằng là nếu như con ở Việt Nam, con không đi đâu cả, hoặc là chỉ đơn giản là con cần làm những cái thủ tục và những cái công việc hàng ngày mà cần dùng tiếng Việt thì làm thế nào. Thì với chương trình homeschooling á, thì trước hết mình nhấn mạnh là không phải chỉ có chương trình homeschooling bằng tiếng Anh mọi người nhé, ngôn ngữ tiếng Anh nó phổ biến hơn và các chương trình homeschooling nó phổ biến hơn bằng tiếng Anh chỉ đơn giản vì đây là ngôn ngữ toàn cầu. Và khi các bạn học chương trình homeschooling bằng tiếng Anh thì giống như là học một mà được hai vậy. Thế do đó thì cái việc học homeschooling bằng tiếng Anh nó mới được phổ biến ở nhiều nước hơn cả. Còn ngoài ra thì các chương trình homeschooling khác hỗ trợ cho các bạn học tiếng Việt thì thực ra là mình cũng có biết. Và một trong số đó là chương trình Cánh Buồm. Nổi bật nhất chương trình Cánh Buồm chính là việc dạy các cái chương trình bằng tiếng Việt. Và cái cách học tiếng Việt, cách học đọc và cảm thụ văn cũng như là viết sáng tạo của Cánh Buồm thì nó rất là thú vị. Và mọi người có thể tìm hiểu thêm về phương pháp học Cánh Buồm cũng như là các bạn học chương trình Cánh Buồm ở câu lạc bộ Ô Sinh, một nơi mà sử dụng chương trình Cánh Buồm và là một cái nơi mà cung cấp giáo trình dạy tiếng Việt theo cái phương pháp của Cánh Buồm cho rất nhiều trường ở trên Việt Nam này. Vậy thì nếu như bây giờ các con học một chương trình như là Rebecca Academy hay là ACLUS hay là ACE thì các con sẽ học tiếng Việt bằng cách nào? Thì theo mình ở đây, đối với cái cách mà mình đang triển khai thì nó sẽ là có 3 phương án mà mình nghĩ là hợp lý nhất. Một trong những phương án đầu tiên, đặc biệt là dành cho những bạn nước ngoài mà đến Việt Nam, đấy là thuê gia sư tiếng Việt, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái phương án mà dễ và nhanh nhất, tại vì là giáo viên mà dạy văn và dạy tiếng Việt ấy, là dạy gia sư ấy, thì có thể rất là phong phú từ các bạn sinh viên này, và các bạn là Việt Nam bình thường thôi cũng được, hoặc là chuyên nghiệp hơn nữa thì là các cô giáo dạy văn có bằng sư phạm đầy đủ. Thì cái việc thuê gia sư này thì đảm bảo là các con giống như việc chương trình học homeschooling 1:1 vậy, thì các con sẽ được học theo cái khả năng của riêng các con và tùy vào cái mục tiêu của gia đình, chỉ là biết chữ hay là con sẽ có thể đọc được tốt hay là con có thể sử dụng một tiếng Việt một cách chuyên nghiệp, một cách hay và nhuần nhuyễn có cảm xúc, thì tùy vào mục tiêu của từng gia đình thì gia sư cái người giáo viên đến nhà hoặc là đến cái nơi mà con cần để học ấy thì nó sẽ tùy thuộc vào từng gia đình và nó sẽ rất là đa dạng và dễ để mình có thể tìm kiếm tùy cái mục đích của gia đình. Một phương án thứ hai đấy là các bạn có thể học ở các cái trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Cái này nghe thì cũng hơi lạ, nhưng mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội rất là hay dành cho các bạn homeschooling. Tại vì là ở cái trung tâm mà dạy tiếng Việt cho người nước ngoài á, thì các con không những chỉ là học tiếng Việt mà các con còn được giao lưu cả với những cái bạn học viên học cùng ở những cái lứa tuổi khác nhau, ở các đất nước khác nhau nữa. Bởi vì mọi người biết sao không, trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài mà thì chắc chắn là những người nước ngoài tìm đến học tiếng Việt là nhiều hơn cả. Và do đó thì cái việc
giao lưu ở trong lớp học. Trước hết là chủ yếu là bằng tiếng Anh này, và thứ hai là khi mà học tiếng Việt ấy thì các con cũng sẽ học đúng theo cái cách tiếp cận mà thường giống như kiểu là mình học tiếng Anh vậy, tức là cái cách tiếp cận nó giống như là việc học ngôn ngữ từ đầu. Và thậm chí là trong các cái trung tâm học tiếng Việt đó thì các con có thể vừa là học và vừa là hỗ trợ cho các giáo viên luôn. Tại vì thường các bạn mà homeschooling ở Việt Nam, các bạn người Việt mình ấy, thì cái việc cái khả năng nói thì các con cũng không phải nổi tệ, trừ khi là gia đình mà sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh nhiều quá và khiến cho tiếng Việt của các con không trau chuốt thôi. Còn lại thường mình nghĩ rằng là với môi trường là 70% xung quanh là các con là người Việt như thế này, chỉ có chương trình học của các con là tiếng Anh thôi á, thì cái tiếng Việt về mặt giao tiếp với nó của các bạn là khá ổn rồi. Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể dạy luôn và làm trợ giảng luôn cho những người nước ngoài khác. Còn một cái mà mình nghĩ là rất là dễ thuyết phục để khi các bạn đăng ký học tiếng Việt ở các trung tâm nước ngoài mà sẽ được các cô giáo cho vào trong lớp và được ưu ái. Cách thứ ba và cũng là cách mà hiện tại bạn Sunny nhà mình đang theo, đấy là mình sẽ học theo một cái chương trình mà ở tại cái điểm trường homeschool cung cấp. Tại Hà Nội Bách Khoa thì chúng mình cũng có cung cấp các cái chương trình tiếng Việt cho các con, và chương trình cũng sẽ đi theo cái hình thức là học một và có cả các cái câu lạc bộ để giao lưu cho các con nữa. Và với chương trình tiếng Việt này, các con cũng sẽ được học từ các cái mức độ là học để biết chữ, học để đọc tiếng Việt và học để đọc cảm thụ văn học. Thế còn với cái việc mà viết chuyên sâu bằng tiếng Việt thì hiện tại bọn mình có thể sẽ triển khai trong thời gian tới, nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ tập trung vào việc các con có thể những cái đọc và giao tiếp cơ bản của tiếng Việt thì các con hoàn toàn là nhuần nhuyễn. Ở các điểm trường khác thì như mình cũng có được biết thì thường là trước đây thì có thể không được chú trọng, nhưng cái thời gian gần đây thì các trường đều đã bắt đầu bổ sung các cái chương trình tiếng Việt vào rồi. Và do đó thì mọi người đừng lo lắng, ở mỗi điểm trường homeschool thì họ đều có những cái chương trình tiếng Việt riêng để dành cho các con trong cái quá trình học tập tại trường nhé. Và trên đây là 3 giải pháp cho những bạn homeschooling với các chương trình nước ngoài mà muốn được học và bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt, trau chuốt hơn, đọc viết tốt hơn và giao tiếp hiệu quả hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này của mình. Và nếu như mọi người quan tâm đến việc học homeschool thì playlist chuyện học homeschool ở ngay bên này. Và nếu như mọi người quan tâm đến cách để triển khai chương trình Rebecca Academy tại nhà, cũng như là tìm hiểu thêm Rebecca Academy là gì, thì mình cũng có một playlist ở ngay phía trên này cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong các video khác. Bye bye!